Hi, xin chào tất cả mọi người nha. Chúc tất cả mọi người có một ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ nhé, bên người thân. Em thường lên sóng giới thiệu cho mọi người hai cục trắc. Một cục này là tinh lõi này, nu này các bác này, nu rất là nhiều. Đấy. Cán này. Đấy, các bác nhìn. Đấy, cục đây tinh lõi. Cục đây là 7 kg các bác nhé, 7 kg. Thì em đo có cái chiều dày này các bạn này, được 22 phân, ngang là được 23 phân, chỗ này là được 17 phân. Nó rất là đẹp. Đấy, em đo kiểu mặt này thì nó mới rễ ra cái thước gì coi nhìn đây, nó bị lũa xíu nhưng mà cái chân nu ăn mãi trong, chân nu chân sụn này. Trong không tính chiều dài của cái nhọn kia các bác nhé, tính chiều dài của cái này thôi, 50 này các bác này. Cái cục đây là chỗ phần đây là vẫn đục được các bác nhé, còn chỗ đây thì nó dày, cái mép này thì dày được 3 phân, vào trong là 5 phân, còn cái chỗ đây cái này thì dày được 7-8 phân, 10 phân. Cái này được có nu nhiều này. Đó, nu nhiều chưa, đẹp đây. Mù rất nhiều nhé, xoắn hết sang đây luôn này. Cái này đục nhỏ chơi, tự nhiên cũng vip. Cái này là 7 cân, 7 cân. Rồi sang cục số 2. Cục số 2 có chiều cao được 52 các bác này. Ngang đây là được 25 này. Dưới đây được 24. Để tiêm đo sau nhá. Trên đầu đây. Trên đầu được 13. Cục đây là được 13 cân nhá. Này. Ngang này. Chiều sâu tiêm đo sau nhá. Chiều sâu thì đo cho các bác xem này. Chiều dày được 16 phân đó này. 16 phân. Trên đây thì được 9 phân, cái này được 9 phân. Mặt sau đây nó có một cái vết lõm này thôi. Đế thì bao nặng luôn. Đế là được 14. 14-8. Cục này tương đối là đẹp đấy coi nhá, không có đơn giản đâu. Nu đây thật sự là nu nó quá nhiều, cái gì đâu, quá nhiều luôn. Một cục 13, một cục 7 là 20 cân nhá, 20 cân. Quý anh chị khách hàng nào mà thiện chí thì liên hệ em Thương số điện thoại là 0338918991 nhá. Ăn suýt suýt xem đây luôn. Đẹp, công nhận đẹp. Đây, cho các bác xem đằng sau nhé. Đằng sau là nó thế này này. Các bác nhìn những cái chân nu xoắn sụn, nó ăn xiên luôn này. Đấy, ăn xiên luôn. Đẹp thật, công nhận.